Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của nhà Nguyễn Ngọc, và ngày hôm nay mình sẽ review cho mọi người một cái chiếc nồi áp suất đã ra mắt khá là lâu trên thị trường. Đó là nồi áp suất Olivo BC60. Trước khi đi vào video ngày hôm nay, mọi người đừng quên ủng hộ những cái sản phẩm như là máy ép chậm, máy làm sữa hạt, nồi chiên không dầu và nồi chiên hơi nước tại Facebook nhà Nguyễn Ngọc, website nhanngoc.com và Zalo mình đã để bên góc trái. Đừng quên subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất liên quan về thiết bị bếp của nhà Nguyễn Ngọc mọi người nha. Bây giờ quay lại cái chủ đề ngày hôm nay, đó chính là nồi áp suất Olivo BC60. Thì cái chiếc nồi này phải nói là cái điểm mạnh đầu tiên mà mình thích đó chính là lòng nồi bằng inox 304, cho nên là xài một thời gian lâu dài nó sẽ rất là bền và vẫn sáng bóng, dễ vệ sinh nữa. Một số những cái thông số kỹ thuật khác của nồi nó sẽ bao gồm là cái công suất là 1000W nè, kích thước nồi thì nó sẽ trong khoảng là 30 cm ha, cái đường kính 30-33 cm, và cái dung tích nồi là 6 lít, khá là rộng rãi để mà mọi người nấu ăn cho gia đình từ 3 đến 4 người. Thì với nồi áp suất Olivo BC60 á, thì khi mà cung cấp thì sẽ đi kèm những cái phụ kiện là gồm một nồi nè, lòng nồi, một cái nắp kính để mà đậy thức ăn, rồi một cái nắp áp suất là đi kèm của nồi áp suất mà mọi người thường hay thấy, và sẽ có thêm một cái quyển sách nấu ăn cũng như là sách hướng dẫn bằng tiếng Việt, và những cái phụ kiện như là cái muôi và cái giá để mà múc thức ăn hoặc là múc canh. Thì với nồi áp suất Olivo BC60 á, nó có một cái điểm đặc biệt, đó chính là vỏ ngoài của nồi cũng bằng inox luôn mọi người, cho nên nhìn rất là sáng bóng và cảm giác là chắc chắn hơn những cái dòng nồi ở cùng tầm giá. Với nồi Olivo BC60 sẽ có sẵn 12 cái chế độ cài đặt sẵn. Thường thì khi mà mình sử dụng nồi áp suất thì mình sẽ xài cái chế độ cài đặt sẵn, chứ mình sẽ không có tự điều chỉnh bằng tay, tại vì những cái thực phẩm nó cũng đã khá là thông thường rồi. Thì những cái chế độ cài đặt sẵn của nồi Olivo BC60 nó sẽ gồm là thịt nè, thịt gia cầm như là gà vịt, nấu lẩu, rồi nấu cơm bình thường, đặc biệt là nấu gạo lứt, và một số những cái chế độ khác mình đã để ở trên màn hình. Thì ngoài ra mọi người cũng có thể là điều chỉnh bằng tay, bao gồm là thời gian nấu này kia, với cái chế độ thủ công của nồi áp suất. Và một cái điều đặc biệt là ở cái van của nồi áp suất Olivo BC60 nó sẽ khác so với những cái nồi khác. Thì thường là khi mà nấu với nồi áp suất, mọi người phải lưu ý là chúng ta phải chú ý cái van xả áp trước khi mà chúng ta mở nắp, tại vì không thôi nó sẽ bị bật cái nắp lên thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho người dùng. Thì với nồi áp suất Olivo BC60 thì nó sẽ có một cái van hơi màu đỏ. Thì mọi người sẽ theo dõi cái van hơi này để mà mọi người biết là nó đã mở nắp được hay chưa. Thì đó là một cái điểm an toàn mà mình rất là thích ở nồi áp suất Olivo BC60. Thì cái giá thành của nồi là trong khoảng là 2.590.000. Cái giá này thường nó không đổi và nó rất là cố định. Giá thì theo như mình thấy là nó cũng cao hơn so với những cái dòng nồi phổ thông ở trên thị trường khác. Nhưng mà so về cấu tạo, về lòng nồi thì mình thấy nó chắc chắn và sử dụng bền hơn rất là nhiều. Cho nên là nếu mà gia đình nào mà có cái ngân sách mà nó thoải mái một chút ha, và nhà trong khoảng từ 3 cho tới 4 người hoặc là 5 người thì có thể chọn cái nồi áp suất này. Tại vì mình thấy là cái thời gian bảo hành nó cũng là 2 năm. Và đồng thời là những cái phụ kiện đi kèm cũng như là cái cấu tạo của nồi nó rất là bền bỉ, và sử dụng một thời gian lâu dài thì nó sẽ không, giống như là chúng ta sẽ rất là hài lòng trong cái việc trải nghiệm của mình. Thì đây là một cái chiếc nồi phải nói là giống như là thuộc là một trong những cái chiếc nồi quốc dân của Olivo rồi. Thì hy vọng là qua video này mọi người sẽ tham khảo được thêm một cái chiếc nồi áp suất mới. Và mình thường thì mình sẽ chọn những cái thiết bị tốt để mà giới thiệu ở trên kênh, để cho mọi người có thể là tham khảo và chọn cho mình những cái thiết bị tốt. Thì Olivo BC60 thì mình đánh giá là một cái chiếc nồi áp suất rất là ổn áp và tốt nha mọi người. Thì nếu mà mọi người cần tư vấn đặt hàng, mọi người có thể liên hệ thông tin mình đã để đầu video. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video, và chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau mọi người nhé. Bye.